Bây giờ em có khoảng 20 triệu tiền nhàn rỗi thì em đầu tư gì vậy? Ok. Thì thực ra thì ngày xưa thì cũng có những cái giai đoạn mà đối với mình thì không phải 20 triệu đâu, mà chỉ là 200 nghìn hay 500 nghìn cũng rất là quý rồi. Mình phải tiết kiệm từng khoản nhỏ như vậy. Và với những cái khoản tiền mà đầu tiên mình dư ra thì có thể với nhiều người nó không nhiều, nhưng với mình nó cực kỳ gọi là trân trọng và quý giá. Thì bây giờ thì với một cái khoản nhỏ 20 triệu thì Khang nghĩ rằng là các anh chị và các bạn có thể là phân bổ như thế này: chúng ta sẽ dành là 10 triệu để luyện tập một kỹ năng đầu tư gì đấy, đấy. Khoảng 8 triệu là mình dùng để đầu tư cho cái bộ não của mình sẽ học một cái kỹ năng, một cái nghề gì đấy giúp tạo cái thu nhập nó tốt, và còn khoảng 2 triệu chúng ta sẽ dùng nó để làm cái việc nó ý nghĩa, tức là bản chất là chúng ta đầu tư vào phước đức của mình, ví dụ như là mua quà về tặng là bố mẹ người thân của mình đấy. Thì tóm lại nhá, thì chúng ta nếu có 20 triệu thì Khang cố vấn rằng anh chị em dùng khoảng 2 triệu để đầu tư những việc có ý nghĩa, 8 triệu đầu tư vào não của mình và 10 triệu để luyện tập cái kỹ năng đầu tư, luyện tập dần để chúng ta tạo một cái nền tảng trí tuệ về đầu tư về sau. Thì đầu tư nó sẽ có nhiều kênh, bất động sản, chứng khoán, vàng, dầu, đô, forex, vân vân. Nhưng mà đối với Khang thì do cái nghề Khang làm chứng khoán mà, thì Khang sẽ dành 10 triệu đấy đầu tư vào cổ phiếu ở Việt Nam. Thì còn cái sự lựa chọn thì nó tùy thuộc vào từng anh chị em. Yeah.